đá ớt ăn luôn bạn, đá ớt ăn luôn ha. Đang chỗ cái này còn chỗ da beo, anh giữ ghê luôn, lớn lắm. Dưới bắt ông cái này hả? Dưới đó chỉ bắt ông cái này. Ở đâu? Đây luôn. Đây hả? À có cái lô con sâu trọng cái gì? Ở ngoài miền Trung nó hỏi con này nhiều lắm nè, tôi đâu có gỡ được đâu. Miền Trung nhiều lắm, em lúc đó em bị khuyên em bị tha đồ này đầy luôn, em chơi luôn, em thật em thả luôn á. Có con lùa cắt bay lượn ở trên các bạn, ríu càng á, đó một cắt cu ha, có cu ríu càng á. Thank you.
đâu rồi ta? Anh đường anh thằng sàn sàn nó tìm không? Anh trong chiền anh sàn sàn đâu tiêu thôi. Anh ngát lắm. Sàn khôn. Chuyện mới chỗ điểm sàn đâu có tiêu rồi. Giờ kèo thôi. Cuối cùng bắt được ảnh rồi. Ảnh đang chỗ và ảnh thay cái lông đuôi của ảnh. Mình tưởng đâu là ảnh ấy đuôi ha, nhưng mà ảnh thay lông đuôi. Nó dính vô cây keo hết một hai cọng rồi các bạn. Dính vô cây keo hết 2 cọng rồi. Nên anh chỗ thôi các bạn. Giữ ghê các bạn. Anh đá ớ ngăn luôn các bạn. Đá ớ ngăn luôn ha. Đang chỗ. Cái này còn chỗ da beo, anh giữ ghê luôn bạn. Rồi mình bỏ vô áo các bạn. Giữ ghê ha. Chỗ da beo. Đây có con một các bạn. Giờ kèo liên tục có con này à. Nãy mình bẫy bên đó các bạn. Cách đây khoảng 40 mét ha. 40 mét. Và mình đi lại đây chỗ này ha. Ở bên đó mình treo làm màu bạn. Đây có mấy cặp làm màu nhưng nó bể hay sao. Nó sàn lại nó bỏ đi rồi. Giờ bây giờ mình giờ kèo mèo rồi đây. Ông ít mồi mình là buông tay là tán buông tay tán à. Có bỏ là làm à. Nhưng mà là nuôi nhiều con mới có được con hay bạn. Không phải là con nào cũng lên hay ha. Nguyên cái cụm này là có con một à. Nguyên cụm này ha. Con ốc ít mồi à. Nhưng mà nó màu thì 3-4 con luôn. 4 con luôn. Mà nó không đá. Có bỏ rồi mà. Hết. Mòi nó làm dữ. Mỏi già các bạn, nó hình như nó bể, thấy cái mồi mình dụ xuống nó không xuống, im bỏ đi đâu ấy, im bỏ đi đâu à, mồi mình dụ ghê lắm, biết còn,
mồi mình còn là vụ riết à. Còn quá. Đi vòng vòng đi.
Thank you.
Nó không dám ho với ngồi mình bay, mà mình lúc mình giờ kẹo khác đi đi kẹo khác các bạn, bỏ già nó dí con mái, nó không dám về lỡ ngồi mình. Rồi giờ kẹo khác.